tới nhà mình là uống nước của ông bà ngày xưa mình tới giờ lắm, chứ không phải là mới làm đây. Chuối ép với khô, rồi gừng với khóm xào vô, rồi đậu phộng là cái đó là xào chung hết. Nhưng mà xào hồi xưa mình làm không có đẹp bằng giờ. Bây giờ làm từ từ có cái kinh nghiệm lần lần nó mới đẹp, nó mới dẻo vậy. Hồi xưa mình làm đơn sơ đó, nhưng mà cái phong tục kính Tết nhất khách khứa tới làm uống nước, nó cay cay, nó ngọt ngọt đó, đậu phộng nó thơm thơm. Nó là phong tục từ xưa tới giờ. Dẻo đẹp lắm. Đậu phộng là nó thơm lắm. Hồi đó ở kia nếu mình xào là có mức, có với nước cốt dừa đó, rồi khóm, khóm thì ít thôi, gừng, chuối, đậu phộng. Còn ở đây xào là không có nước cốt dừa, xào khăn vậy. À, nếu mà nước cốt dừa con phải xào cho nó keo thì kẹo cũng chắc ra từ miếng vậy nè, là con làm kẹo chuối. Còn mình xào này mức dẻo này khỏi dừa, mình làm gì để đẩy sắt thôi à. Khách phương xa tới là đãi thôi chứ không có làm gì hết. Không có bán mà không có không có bán mà không có gì hết. Cứ hỏi thì xào đãi xong vậy thôi.